Sáng ngày 20 tháng 7, trời mưa nhẹ trên thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi có ngôi nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cơn mưa nhẹ khiến cho không gian càng thêm trầm lắng bởi nỗi buồn từ khi có thông tin Tổng Bí thư từ trần. Người dân Lại Đà không giấu được nỗi buồn, bởi chỉ cách đây 2 tuần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn về thăm nhà. Hôm đó, Tổng Bí thư về thắp hương cho tổ tiên. Ngôi nhà mới hoàn thiện sửa sang mái ngói, sân vườn, nên hôm nay hay tin ông từ trần, dân làng đều đau xót và tiếc thương vô cùng. Bà Thảo, một người dân ở thôn Lại Đà tâm sự, người dân thôn Lại Đà đều yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người hiền hậu, tuyệt vời. Mỗi lần ông về quê, người trong làng đều chào hỏi, kính nể. Trong ký ức bà Thảo, khi ông lên chức vụ cao, những lần về làng có ít hơn bởi khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên lần nào về làng Tổng Bí thư cũng gần gũi, ân cần hỏi thăm làng xóm, bạn bè và để lại những kỷ niệm tốt đẹp trong mắt người dân thôn Lại Đà. Bà Thảo nói, ngày mai mọi người trong làng sẽ dọn dẹp đường làng xóm cho gọn gàng, sạch sẽ để khi nào tổ chức tang lễ, đưa Tổng Bí thư về quê nhà cả làng ra tiễn đưa. Ông Nguyễn Phú Việt, bí thư chi bộ thôn Lại Đà, cũng là trưởng họ Nguyễn Phú của thôn, kể mới đây thôi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có chuyến về thăm quê, thăm lại ngôi nhà ở đầu làng. Ông Việt kể lại, Tổng Bí thư về thăm dân làng, chúc thọ các cụ cao niên và chuyện trò với hàng xóm, láng giềng trong không khí rất thân tình. Trưởng họ Nguyễn Phú nói Tổng Bí thư bận trăm công nghìn việc, nhưng vào dịp lễ Tết vẫn dành thời gian về nhà, thăm hỏi người dân. Quãng thời gian còn lại, ngôi nhà thường xuyên vắng bóng chủ nhân nên cấp ủy, chi bộ và người dân làng Lại Đà thay nhau trông nom, quét dọn để nơi đây luôn được khang trang, sạch đẹp. Trong ngôi nhà nằm sâu trong xóm 7, thôn Lại Đà, ông Vương Khắc Côn không rời chiếc điện thoại cũ. Người đàn ông 81 tuổi dừng bữa cơm tối, ngóng chờ tin tức về người bạn đồng môn Nguyễn Phú Trọng. Ông Côn kể, vẫn nhớ như in những kỷ niệm từ thuở còn đi học với Tổng Bí thư. Họ gắn bó với nhau từ những ngày học cấp 1 tại đình Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi lên cấp 2, cấp 3, trường học chuyển đi xa hơn, hành trình đến trường của nhóm bạn phải qua bến đò Đông Ngàn, vắt ngang sông Đuống. Ông Côn kể và cho biết thêm người bạn học Nguyễn Phú Trọng luôn hòa đồng, gắn bó với những người bạn đồng trang lứa. Ngày ấy chỉ có đi bộ, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm dù trời nắng mưa, học xong thì lại về với những trò chơi con trẻ như tắm sông, chăn trâu ngoài đồng. Khi trưởng thành, ông Côn phục vụ trong quân ngũ rồi công tác trong ngành giáo dục. Những người bạn học cũng ít gặp nhau hơn, nhưng công việc trong nhà không lần nào thiếu vắng. Ông Côn tiếp lời, khi nhà ông Trọng có việc, những người bạn cũng như ông Côn sang thăm, ông tiếp đón thân tình, chu đáo. Dù ở chức vụ nào, ông chưa từng phân biệt hay nề hà bất cứ điều gì,